Ok chị Trần Hiền nha, em chốt đơn nha, một hồng đỗ với cả một đen, ok tình yêu luôn này. Em chốt đơn này, áo một áo đen một áo đỏ, ok tình yêu luôn, nhanh chóng comment cho em. Rồi một áo vàng một áo đỏ 69, ok chị chat đi phát và cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nhá. Đấy, chị đang muốn chốt đơn nhanh thì cho em xin cả địa chỉ luôn. Rồi ok chị Thu Phan em chốt đơn luôn nhá. Nhanh chóng comment cho em nhá. Mau ok em số điện thoại cho em là lên đơn hàng thành công được chưa? Đấy, mau ok em số điện thoại địa chỉ cho em là lên đơn hàng thành công. Rồi, chị lấy một đen một vàng, ok tình yêu luôn. Rồi ok chị lấy sai ẻ rồi ạ. À, nhanh chóng comment nha, ok chị Hồng Nhung luôn, một đen một vàng áo trắng, rồi ok tình yêu luôn, để lại đầy đủ thông tin cho em là được lên đơn hàng thành công. 69.000 một sản phẩm mà tình ơi, 69.000 một sản phẩm, hàng siêu siêu đẻ luôn. Ok chị Hàng Phú luôn nha, lấy một đen một vàng một áo trắng, rồi ok tình yêu luôn, lấy ba sản phẩm, ok bên em không for đi ship các tình yêu nha, quần có đủ màu, giày dơ bảng màu quần cho chị với. Rồi ok chị Ngọc Hoàng em chốt đơn cho chị luôn ạ, một áo đỏ một áo trắng một áo vàng, ok các chị có thể lấy áo lấy quần đều được nha, hàng siêu siêu xinh luôn, được kiểm tra hàng trước khi nhận cho em. Em lên bill của con này đi, quầy lý đi, để ô từ lúc này giờ vẫn cứ nó gửi cho chị. Em đọc rồi nhưng mà nó đọc cuối tin nhắn của em mà chưa trả lời. Kệ, thế thì kệ. Nhưng mà phải cộng gửi đúng số lượng mình gửi đúng. Thế kệ, em gửi đúng thì em cứ chốt bill gửi đúng, bảo nó kiểm tra lại. Rồi có khóa trước chị gái ơi, có khóa trước nhá. Quần em có đủ màu nhá, có màu hồng gạch này, màu vàng, màu trắng, màu đen và màu kem, có đủ 5 màu. Rồi ok chị Vũ Thị Tình em chốt đơn luôn. Em bị hâm rồi. Toàn là đơn 50k. Rồi ok chị Mai thì Hồng Lĩnh nhá, em chốt đơn cho chị rồi, chị Hồng Lĩnh ơi, để lại đây đủ số điện thoại địa chỉ cho em là lên đơn thành công được chưa? Hàng này là hàng siêu xinh nha, chị Tiếp Nguyễn. Ok chị yêu này, lấy một áo đỏ, một áo vàng, một quần đen, ok tình yêu luôn nha chị Tiếp Nguyễn nhá. Để lại cho em địa chỉ luôn thì là bên em gửi hàng rất là nhanh luôn. Đấy, chị nào lấy hàng thì để lại đây đủ, em cứ lên bill gửi nó đi. Ai bảo không trả lời gì, ai biết được cái này nào. Mà em đã gửi đúng rồi đúng không? 197 quân đúng không? Em đâu em bảo chị là chị cứ kiểm tra lại cho em để mua nhận bao nhiêu.